nó có cục su á. Ghi em chị xí lẻ 120 xỉ 100 áo quay xỉ 95 form xuân nghe mọi người nghe form xuân nghe form xuân chị lấy lại nghe mọi người nghe chị lấy lại nghe đầm form xuân lẻ bao nhiêu lẻ 120 sĩ tiếng Anh. Thôi cha ơi hàng Quảng Châu hết nha mọi người nghe hàng Quảng Châu nghe hàng Quảng Châu nghe đưa máy cho mẹ máu đi học đi lẻ 120 à cho mẫu đi học cho mẫu đi học nói ông nội chở giùm mẹ đi nhờ ông nội nó lỡ máy máy rồi có hai túi nha mọi người nghe có túi nghe đúng giá chưa 125 đúng không đúng rồi em mình rang lá cho chị cái ghế nè chạy xuống dưới lá chị cái nè thôi 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 đừng nữa kẻ để làm được ba đi học à Quảng Châu hết nghe mọi người nghe rồi đi học được rồi đó con em đây cũng chuối trời ơi cái mặt ăn với sơn đen lại rồi nè. Rồi. Rồi, có dính không ghê đó. Thôi, khô rồi. Hả? Khô chưa? Rồi. Nè. Không có. Dạ, để chị sẽ. Huệ Trần 65 kg vừa không à, để em xem thử nha. À 65 chị lấy cái hàng đính đá đi Huệ Trần ơi. Huệ Trần lấy hàng đính đá để còn hai chiếc sốt lại nè. Hôm vừa rồi chị Long đóng hàng đi cho Hà Nội mà còn sốt lại hai chiếc. Huệ Trần lấy cái hàng đính đá đó thì hàng đính đá là lẻ 160 nha. Lẽ là 160 nha. Đây, Huệ Trần có lấy thì lấy hàng này nè, còn hai chiếc thôi. Hàng này mặc rất là ok nha, hàng này mà ai mua bị hố ở ngoài là tới 350 một chiếc luôn á. Long bán 160 thôi nha. 160 thôi nè. Rất là đẹp nha, đính đá hàng Quảng Châu nha. Huệ Trần có lấy thì ok cái này nè, còn hai chiếc thôi. Còn hai chiếc thôi. Hả? Ghế khô rồi. Khô chưa? Huệ Trần có lấy thì lấy đi, còn có hai chiếc thì chị Long đóng đóng đi cho khách sĩ mà nó xấu là còn hai chiếc rồi. Nó mà nhớt rồi thì... Đây nha. Rất là đẹp hàng Quảng Châu đính đá nha, hàng Quảng Châu đính đá nha. Mua ở ngoài không được giá 160 đâu nha, rất là đẹp luôn. Có hai túi nè, form xuân cũng có hai túi nha. Chất vải rất là ok luôn. Đây có túi nha. Đây nha, nội chở giùm mẹ đi con. Rất là đẹp luôn nè, Long đứng lên thử nè. Qua đồ bộ sỉ à, đồ bộ sỉ lên. Quá, bỏ sỉ bao nhiêu? À chị sỉ hôm trước là chị sỉ giá 130 đây mà trừ còn số là hai chiếc. Trừ còn số là hai chiếc nghe, không bán giá 130 lẻ là giá 160 nghe. Mọi người mua ở ngoài không được giá đâu nè, đây nè. Rất là đẹp luôn nghe. À rất là đẹp luôn nè, tay nè. Đây nghe. Còn số là hai chiếc thôi nghe mọi người. Còn số là hai chiếc thôi, không biết răng mà lại số là hai chiếc nghe. Đây, rất là đẹp luôn. Ai mà trên 60kg là lấy cái hàng này là ok nghe. Quá đẹp. Ai mà trên 60kg là lấy cái hàng này là ok nghe mọi người nghe. Đây, rất là đẹp luôn nghe. Khách hàng của mình ngoài Hà Nội. Ôi, không được Huệ Trần ơi. Chị Loan bán như 160 là lẻ là quá rẻ rồi. 130 là dành cho khách sĩ thôi. Đây nè, đính đá hàng Quảng Châu nghe. Chào Quý Lê nghe, Quý Lê đi đâu mất tích luôn á, khổ dễ sờ. Đây nghe. Mua áo nhiều quá nó đè mọi người.
Đấy nghe, mua nhiều quá cũng bị chị Loan la. Mà không mua thì răng răng lại thấy đi mua mất tích. Đây nghe, có túi này còn 2 chiếc thôi, ai bóp bóp luôn nha. Hàng nào một người đảm bảo một người bán 200 mấy cũng được nha. À, lẻ 2 chiếc này giá 160 Lê Nguyễn. Vừa rồi đóng cho bé Hằng ở ngoài Hà Nội á, vẫn còn sốt là 2 chiếc, không biết vì răng là sốt là 2 chiếc đây. Không biết vì răng là sốt là 2 chiếc đây. Mọi người có ưng áo Quảng Châu đính đá không để mình like nè. Còn không thì mình like váy nha. Váy này là lẻ là 120 nha, sỉ là 95k nha. À rồi, quý Lê có cái chi thắc mắc cái đem lên nhà chị nghe. Mua nhiều mà sợ chứ, em mua nhiều mà em đỡ chị hai cái thằng thua chứ, cái đem lên đây cho chị nghe, không vừa thì đem lên. À chị Loan ơi, đồ đẹp lắm rồi, đúng rồi Trân Ngọc ơi, ok, cảm ơn Trân Ngọc nhiều nghe. Cảm ơn Trân Ngọc nhiều nghe. Sáng giờ hai ba người khen rồi, khổ quá. Chị đứng dậy em xem với Lê Nguyễn. Đây nè. Cái gì? Cái này hả? Ừ. Cái này là phong, là phong suông. Hàng nó hàng Quảng Châu có xẻ tàn nha mọi người nghe. Có nhiều màu nghe quý Lê nghe. À, mua 10 chiếc là được tính 95k nghe quý Lê, chia ra nha mỗi người mỗi cái mặt luôn nghe quý Lê. Đây nghe. Mỗi ngày một. Đây nè, rất là đẹp luôn nghe. Và hàng nó hàng Quảng Châu nghe, rồi lon lai nghe. Hồi sáng chị Loan đóng khách sĩ cũng gần hết rồi, mọi người có lái thì lái nhanh giùm chị nha. Chị đóng khách sĩ cũng gần hết rồi nha. Chất liệu vải là mọi người đừng lo, riêng về chất liệu vải là mọi người không lo nha. Còn ít thôi nha mọi người, thấy rồi nha. Đội màu đen là áo khoác phao có không chị? Trời ơi, giờ chị hỏi có áo khoác phao làm chi Long Linh? Có. Có, nhưng mà hỏi làm chi khoác phao Long bán 80k hầu trăm năm đó. Mới hôm qua lạnh nên nay mua. Thôi khoác phao Long bán cái 80k thôi. Ai rồi. À, không phải. Nhà Long thì mua nhà hàng nhà Long mà chặt rộng là Long cho đổi hết nha. Áo phao 80k, có ai mua áo phao không? Chấm giờ chấm thì like áo phao luôn cho mua nè. Áo phao 80k nha. Ai mua thì chấm cho chấm rồi bán áo phao cho. Đầm chị mà có mấy màu giờ like luôn đây nè, Lê Nguyễn nè, coi lựa nè. Thấy nghe, ai lấy đầm thì chốt đầm nhanh giùm chị nè, ai lấy đầm thì chốt đầm nhanh giùm chị nha. Tầm 57kg đổ lại, có phôm thì 60kg, có phôm thì 57kg đổ lại nha. Cái này đã like đâu mà chị không chốt. Cái con này con chi, hình người hả? Ai ai lấy nha, ai lấy, like đủ thứ đi chị rồi ok. 70k không có 70k đâu, 80k nhớ lộn. 10 cái giá 95 nghe Lê Nguyễn nghe. Đây nha. Đây nghe, mèo Gucci hàng Quảng Châu nghe mọi người nghe, hàng Quảng Châu có túi không? Có túi không? Có túi nha mọi người nghe, có túi nha. Có túi nha mọi người nghe, hàng Quảng Châu nghe mọi người nghe, hàng Quảng Châu nghe. Hàng Quảng Châu có túi nè. Sỉ 95 thôi nghe mọi người, sỉ 95 lẻ là 120 nghe. Sỉ là 95 lẻ 120 nghe, bán cho khách sỉ là 95 nghe. Lẻ là 120 mua thì mua giùm chị mã số 1 nghe, mèo là mã số 1 nghe. Mèo là mã số 1 nè. Mèo kia mèo là mã số 1 nghe. Lấy mèo chị cầm. Ok, lấy cho Lê Nguyễn mèo chị cầm. Rồi đây nghe, mã số 2 mèo Gucci nghe. Mã số 2 mèo Gucci nghe, mã số 2 mèo Gucci. Số 1 có ai chốt nữa thì chốt giùm chị nghe, mã số 2 mèo Gucci nè. Mã số 2 chắc phải nó mặc nó mát lắm nghe mọi người nghe. Rất là mát luôn. Mã số 2 mèo Gucci nè, màu nó màu xám nghe. Màu xám hàng Quảng Châu hết nghe. Mã số 2 chốt cho Lê Nguyễn nè. Mã số 2 chốt cho Lê Nguyễn nè. Còn ít thôi, hồi sáng đóng hết cho khách sĩ rồi, còn rất là ít nha mọi người nghe. Thôi rồi. Đây. Còn rất là ít nha mọi người. À, chị like cái nào, mã nào vậy? Nga Thanh chốt mã đấy giùm cho chị nghe, Nga Thanh nghe. Chị like mã nào thì Nga Thanh chốt mã đấy giùm cho chị nghe. Mã số 1 là sờ, mã số 1 là mèo Gucci, mã số 2 là mèo Gucci màu xám nghe. Lại đầm đá này. Mã số 3 nghe, rất là
là đẹp luôn mọi người nè. Mã số 3 này rất là đẹp luôn nha. Mã số 3 này, mã số 3 rất là dễ thương, rất là tinh luôn nha mọi người nha. Mã số 3 nha, mã số 3 hàng Quảng Châu hết nha. Mã số 3 nè. Đẹp lắm đó mọi người nha, đẹp lắm luôn luôn á. Nga Thanh đủ màu, mẫu màu một cái, chốt cho Nga Thanh mẫu màu một cái em. Ok Lê Nguyễn Nga chốt cho Nga Thanh với nè, mẫu thứ mẫu cái nè. Đây, chốt Nga Thanh cho xin số điện thoại nha. Đây nha, của Nga Thanh nè, ba cái ba màu nha. Cho Loan xin số điện thoại nha. Nga Thanh cho cái số gì mà có bốn số Nga Thanh. Ai dẫn lên đây cho mẹ. 10 cái 90 nha. Trời ơi chết chị Loan luôn. Lê Nguyễn nè, mua là hàng Quảng Châu là đã rẻ rồi. À, dẫn lên giùm cho chị Loan tí. Ở Đà Nẵng nè, ở Đà Nẵng nè. Lai áo khoác phao đi chị. Trời ơi từ từ tới Long Linh. Để từ từ chị Loan like cho yên tâm. Nó rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Chị đóng hôm vừa rồi cho Hà Nội máy chụp chiếc nhưng mà rất là khen cực kỳ là khen luôn. Hàng này là bao đẹp luôn, bao xốp luôn nha mọi người nha. Bao đẹp bao xốp luôn nha. Mọi người thấy đá nè. Đá rất là đẹp nha. Đá rất là đẹp nha. Chị hồi sáng đổi lại. Rồi. Lấy cái chị đó nói chị đưa lấy đi. Chị mặc. Ơi đâm sau cái chị nào. Đây hả chị? Nói chị thử luôn. Nói chị nói lên à, ấy thử luôn vô tôi lấy thử giùm Loan tí. Vô tôi lấy thử giùm Loan tí. Ai chốt mà? Lê Nguyễn lái đen đó, cứ lái đi rồi giá sĩ thì chị Loan chốt bớt lại cho nghe. Rất là đẹp luôn nè. Ai không lái đừng tiếc nha mọi người nghe hết rồi nghe. Nguyễn Loan lấy số 1. Nga Thanh nói cái chị đó hè. Đây nghe 160 lẻ nghe mọi người nghe, bao xốp luôn nghe mọi người nghe, bao xốp luôn nghe. Rất là đẹp luôn nghe mọi người nghe, đá nè, tay nè, tay rất là đẹp luôn nghe. Ai lấy thì chốt nhanh giùm chị nghe. Rồi ok Lê Nguyễn này, chốt cho Lê Nguyễn luôn nè. Chốt cho Lê Nguyễn luôn đi. Hàng này bao đẹp luôn mà, yên tâm nghe Lê Nguyễn nha. Chốt cho Lê Nguyễn nha. Đá thì có màu đỏ đô với màu xanh cô ba với màu đen. Nhưng mà thật chất là hết rồi, chị đóng xị hết rồi trọng đầu ơi. Chị đóng xị hết rồi ngay, chốt cho Lê Nguyễn đi em. Rồi hết đá nha mọi người nha. Hết đá nha. Ngày hôm qua cũng có lô đá mà con bé nó quay đóng đưa cho chị mất tiêu rồi. Nga Thanh có lấy hàng không? Chị ơi cái này là Nga Thanh ba nào đúng không? Rồi nhưng mà Nga Thanh cho số điện thoại chưa? Chưa. Kiểm tra Nga Thanh chưa có số điện thoại thì đưa ra đây để chị. Chị Nga Thanh ơi, chị có lấy thì cho em xin số điện thoại. Địa chỉ của bên em là 147 Lý Triển Thanh Khê Đà Nẵng nha. Chị có lấy ba cái đầm mèo đó thì cho em xin số điện thoại. Chị đang thử đấy hả? Đây anh em, mã này mã số 4 nha mọi người nè. Bao giặt máy giặt được nha. Mã gu xì nha mọi người nha. Mã gu xì nè. Bao giặt máy giặt được nha. Bao giặt máy giặt được nha mọi người yên tâm nha. Đây nha. Hàng Quảng Châu hết nha mọi người nha. Hàng Quảng Châu hết nha. Mã số 4 nè, mã số 4 ai chốt nha, mã số 4 nha. Rồi về hồi sáng khách sĩ nó đóng rồi nó còn cũng ít thôi nha. Mã số 4 chốt cho Lê Nguyễn rồi, ok Lê Nguyễn nha. Mã số 4 chốt cho Lê Nguyễn nè. Em ơi, ghi số điện thoại Nga Thanh là giùm chị cái nghe em ơi. Cái này của Lê Nguyễn này chốt cho Lê Nguyễn à. Mã số 4 chốt cho Lê Nguyễn à. Chị Nga Thanh cho em xin số điện thoại nha. Vừa không? Đẹp không? Rồi, Long biết rồi. À nhưng mà để Long thối tiền lại chứ. Thôi để nợ đi, hậu trừ hỉ. Để nợ hậu trừ nghe. Họ lấy rồi, trời ơi không lấy. Đâu rồi chị Nga Thanh cho số chưa chẳng có số rồi, có số rồi. Mã nó mã mấy rồi bé? Mã 4. Mã số 5 nghe, mã số 5 nghe mọi người nghe, hàng Quảng Châu hết nghe. Rồi ok Lê Nguyễn nghe, mã số 5 nghe, mã số 5 nghe mọi người, mã số 5 nghe. Rất là đẹp luôn nghe, rất là tinh luôn nghe mọi người nghe. Mã số 5 nè, chị lấy hàng chi chị ơi? Đầm ngủ chị kìa. Đầm ngủ còn ít thôi. Bé em vứt hết rồi luôn cái đầm ngủ cho chị. Rồi không có chi đâu, về. Quý Lê mã số 5 ok Quý Lê nghe. Hàng Quảng Châu, đẹp lắm. Em đưa cho cô chị xem chốt cho Quý Lê 5 nè. Chốt cho Quý Lê 5. Quý Lê bao nhiêu ký gì Loan quay mất tiêu rồi. Em không thấy số điện thoại. Chốt cho Quý Lê 5 đi em.
chốt rồi, em xem lại số điện thoại của chị Nga thanh coi. Sáng có mấy mẫu đẹp lắm. Thấy rồi. Thấy rồi, khách sĩ họ lấy chưa? Không, ý là cái hàng đó không nói cái hàng đây nè, cái hàng phong xung đây nè. Cái hàng nó còn bao nhiêu vậy lấy hết em tính ra giá 30 thôi. Mã số mấy rồi? Mã số 5 chắc cho Quý Lê đi. Rồi chào Hương Cherry nha. Có áo phông rộng có luôn nha Hương Cherry nha. Còn áo con chó màu đỏ bao nhiêu vậy? Áo con chó màu đỏ, áo con chó màu đỏ có người chốt rồi mà không biết ai chốt nữa, quay mất tiêu rồi. Cuối chừng lộn hàng rồi, em đưa hàng ra cho chị xem, đưa lộn hàng đó. Rồi mã số 6 nha mọi người nghe, phôm xung hết nha mọi người nghe. Đây nghe rất là đẹp luôn nha mọi người, mã số 6 nha, mã số 6 nha mọi người nghe. Mã số 6 nha mọi người nghe. Mã số 6 ai chốt thì chốt giùm Loan nha, mã số 6. Mã số 6 có 2 chiếc thôi nghe, mã số 6 có 2 chiếc thôi. Mã số 6 còn 2 chiếc thôi nghe mọi người nghe, hết nghe, còn 2 chiếc ai chốt thì chốt mã số 6 nè. Mã số 6 còn 2 chiếc ai chốt thì chốt nghe. Mã số 6 còn 2 chiếc ai chốt thì chốt giùm Loan nghe. Còn bao nhiêu em váy để đưa hết ra cho cô. Còn bao nhiêu rồi được cô lấy hết, đếm hết luôn cho cô luôn đi. Để lạnh đi. Mã số 6. Mã số 6 Thí Loan, Thí Long Lam ok nghe. Ủa Thí Trương cũng cho số điện thoại em kìa. Mã số 6 còn không? Mã số 6 là mã nào đó? Đây đây, có hai cái chị Lê Nguyễn. Hồi nãy em có bỏ lộn vô hàng váy vô và hàng áo phông rộng không? Em có bỏ lộn không em? Sao chị thấy cái hàng váy nó còn ít kìa đi. Đúng rồi nè, em bỏ lộn rồi nè. Em bán nè. Hàng kia chị thấy còn ít. Thấy chưa? Đã thấy chưa? Thí Lan Lâm chốt mã số 6 nha. Chị Thúy Trương ơi, hết mã 6 rồi chị Thúy Trương nha. Mã 6 cho chị Thúy Lan Lâm và Lê Nguyễn nha. Đây mã số 7 nha, mã số 7 là form này là 55kg đổ lại mặt là ok. Mọi người thấy cái hình của hắn đẹp không? Rất là đẹp luôn nha, mã số 7 nha, hàng Quảng Châu hết nha, 55kg đổ lại mặt là ok nha. 55kg đổ lại mặt là ok nha mọi người, cổ nè. Chất vải nó rất là ok luôn nha mọi người, không phải là hàng Sài Gòn lấy đâu nha, hàng Quảng Châu nha. Mã số 7 mèo nha, mã số 7 mèo còn 2 chiếc nha mọi người nha. Còn 2 chiếc là hết nha. Nguyễn Thu Thảo là tốt rồi nha, chị xin ông Nguyễn. Nguyễn Thu Thảo là chị Loan hơn, chị Loan đấy cho Nguyễn Thu Thảo 10 chiếc rồi nha. Chị đấy dành cho Thảo 10 chiếc rồi. Mã số 7 nè. Mã số 7 ai lấy đó? Mã số 7 chốt cho Kim Yến chính công nha. Quần riêng à, quần riêng để đợt sau về nó rẻ hơn Lê Nguyễn ơi. Vừa rồi hàng quần riêng về tới 200 mấy luôn. Rồi mã số 7 hả em? Mã mấy em? 7. Mã 7 nên 55kg đổ lại mặt vừa thôi nghe. Còn một chiếc thôi mọi người nghe. Chắc phải là rất là ok luôn nghe mọi người nghe. Chắc phải rất là ok luôn nghe. Ai lấy thì lấy luôn nghe. Ai lấy thì lấy luôn nghe. Ai lấy thì lấy luôn giùm Loan nghe. Ai lấy thì lấy luôn giùm Loan nghe. Rất là ok, chắc phải rất là ok. Ai mà 55kg mà đổ lại mặt rất là ok. Khi mà nhận hàng rồi chỉ có nói là đẹp chứ không có ai nói xấu đâu nghe mọi người, yên tâm nghe. Chị nói đẹp chứ không ai nói xấu đâu nghe. Rất là đẹp luôn nghe, hàng Quảng Châu mọi người biết chắc rồi, nó rất là đẹp chứ không phải hàng Sài Gòn ngáy đây đâu nghe mọi người nghe. Rồi mã số 7 còn một chiếc nghe, ai chốt thì chốt nghe. Mã số 7 nghe. Mã số 7 đánh số vô em. Rồi mã số 8 nè, mã số 8 nha mọi người nghe. Đây. Rất là đẹp luôn nghe mọi người. Mã số 8 nha, mã số 8 nha, form này là mã số 8 nha. Ai chốt mã số 7 thì mã số 8 nha. Mã số 8 nha. Mã số 8 này, mã số 8 ai chốt thì chốt nha, mã số 8 nha mọi người nghe. Mã số 8 nha. À 120 em, 120 Lê Kiều ơi, lẻ là 120, sỉ là 95k thôi, hàng Quảng Châu nha mọi người nghe. Mã số 8 nha, mã số 8 ai chốt chốt nè. Mã số 8 này còn một chiếc thôi nha. Còn một chiếc thôi nha. Mã số 8 còn một chiếc. Mã số 8 còn một chiếc nha mọi người nghe. Mã số 8 còn một chiếc nha. Mã số 8 còn một chiếc. Mã số 8 2 nha Lê Kiều. Mã số 8 còn một chiếc nha mọi người nha. Đánh mã số 8 vô em. Rồi mã số 9 nha, chắc phải mọi người thấy không? Nó rất là mềm mượt luôn nha mọi người nha. Mã số 9 nha, mã số 9 rất là đẹp luôn nè. Mã số 9 nha, mã số 9 ai chốt, mã số 9 chốt giùm chị Loan nghe, mã số 9.
mã số 9 nha. À, khách hàng sĩ mà đang cứ nói là chị Loan like gì mà ít ra like gì có tiếng đồng hồ Loan tắt like rồi. Rồi đây chị đóng hàng cho khách cho đóng đuối luôn. Dạ. Nhưng mà hồi em nhắc nhá em nghỉ 2 ngày luôn. Mã số 9 nha. Mã số 9 nha, ai chốt mã 9 chốt mã 9 nha. Mã số 9. Đây là đầm hai áo rồi. Cái này là áo phông rộng. Mã số 9 nha. Mã số 9. Mã số 9. 9 của Cherry Phạm cho xin số điện thoại luôn nha. Rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn nha Cherry Phạm nha, rất là đẹp luôn á. Mã số 9. Ủa anh chị cũng hay theo dõi cái trang của em à? Có nhiều lúc em xem lại cái trang like của em mà em ngọn cừ bò luôn á. Cho em mã 8 đi. Mã 8 là mã nào? Đây, mã 8 của Hương Nguyễn. Chị em Phạm cho số 9 cho xin số điện thoại nha. Nè, mọi người thấy chắc không? Chắc rất là ok nha. Đây nè, đây nha. Mã số 10 nha mọi người nha. Mã số 10 nha. Mã số 10 nha mọi người. Mã số 10 nha. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn nha. Mã số 10 nha mọi người nha. Mã số 10 ai chốt chốt dùm Loan mã 10 nha. Mã 10, mã 10 còn mấy chiếc em? Mã 10 còn có một chiếc thôi. À còn hai chiếc mã 10 chắc phải rất là ok luôn nha mọi người nha. Mã số 10 nha. Chị Cherry Phạm ơi, chị có chốt áo số 9 cho em xin số điện thoại nha. Mã số 10 Lê Nguyễn nha. Mã số 10 Lê Nguyễn, mã số 10 còn một chiếc nữa nha. Ai chốt thì chốt nha, mã 10 còn một chiếc nha. Còn nghe Lê Kiều nghe, còn để chị Loan like lại cho. Mã số 10 nè. Mã số 10 còn một chiếc, ai chốt thì chốt nha. Mã số 10. Mã số 10 nha. Cho chị Loan một cái móc em. Mã số 10 ai chốt thì chốt nha. Em dạng lắm chị ơi. Chị Cherry Phạm tờ chốt số 9 thì cho em xin số điện thoại không em xả nha. À, em chơi dùm cái máy này lên chị Loan thấy. Ra đây. Mã số 10 chưa? Ôi cái này cũng còn sót lại nè. Đây nha. Đây nha mọi người, đây là giống áo chị Loan hả? Mã số 11 nha, mã số 11 còn 2 chiếc nha. Mã số 11 còn 2 chiếc nha, mã số 11 còn 2 chiếc nha. Mã số 11 còn 2 chiếc cải sập nha. Cải sập mã số 11 còn 2 chiếc 57kg đổ lại mặt vừa nha. 57kg đổ lại mặt vừa mã số 11. Mã số 11 còn 2 chiếc nha. Ok nha Lê Nguyễn. Mã số 11 còn 2 chiếc nha, ai chốt thì chốt nha. Mã số 11 là mã chị Loan đang mặc nha. Lê Kiều chốt mã số 11 tè. Lê Kiều. Mã số 11 còn 2 chiếc nha. Chốt cho Lê Kiều đây. Lê Kiều cho xin số điện thoại nha. Mã số 11 còn 2 chiếc nha. Chị em nhé. Đúng rồi nhưng mặc vô rất là cực kỳ sướng. Em chị về Lê là hơn 200 chiếc nha. Nhưng mà còn một ít em nhắc like quá. Em để đó đó. Khi nào em rảnh là em xả like. Em về là em đóng với lại em bán cho khách lẻ nữa. Đâu rồi, mã số 11 còn mấy chiếc? À mã số 11 là Loan đang mặc trong người còn một chiếc nha. Được được. Một mấy năm hai mà bao nhiêu ký à Lê Maria ơi. Hương Nguyễn có chốt số 9 luôn à? Hương Nguyễn chốt mã 8 mã 9 đi. Maria rồi. Maria là bao nhiêu ký em ơi? Nói chung là tầm 57 ký đổ lại là mặc là được nha. Đấy nha. Mã số 12 nha mọi người nha. Mã số 12 nè, mã số 12 có túi hết nha mọi người nha. Mã số 12. Không được, 30 là lễ giấu vậy đó. Danh dự luôn lỗ tiền xe nữa. Thì phải đắm hết vô luôn rồi bán đồ ngủ mà. Tiếng trùng mình bây giờ trừ mình nhắc like quá cho mình like là mình bán không được, còn không để bớt lại cho làm được. Chốt cho chị Hương Nguyễn mã số 8 và mã số 9 nha. Không được. Loan bán dễ thương lắm, phải như họ đâu. Nói thách nói đồ không có nói thách. Mã 12 ai chốt Cherry Phạm chốt cho Cherry Phạm mã 12. Ok Cherry Phạm nè. Chị Cherry Phạm chốt số 12 cho em xin số điện thoại nha. Vừa 29k bữa nay chị Loan sale còn lại 22k đến 100k 22k người Lê Nguyễn ơi. Bữa nay chị Loan nhắc like quá nên là ai đóng 100 cái là 22k nghe. Hàng mà đợt đầu mình like á. Trừ nó còn lại mình mới sạc. Chị Cherry Phạm cho em xin số điện thoại chốt số 12 nha. Ở bên lọ mới quán đóng 200 300 chiếc đó.
Không, nhưng mà phải sạc ra, tại vì nó lộn cái đồ đông nữa. Phải là sạc ra cái đồ đông riêng ra, cái đồ hè mình đặt sạc ra mình đóng. Ai nữa, ai nữa, xong chưa? Mã số 12 chưa? Cho đi Phạm có lấy hàng thì cho xin số điện thoại cho đi Phạm nha. Mã số 12 nè. Ai chốt mã số 12 chốt nha. Mã số 12 nha mọi người nha. Trời ơi, tôi nói thiệt, tôi còn dư hai cái túi là tôi không có dùng. Mà tôi kêu là đạt mốc 50 người là tôi tặng. Mà ra tôi chẳng thấy ai. Mà ra tôi chẳng thấy ai lấy hết trơn đi trời. Tôi để hồi sáng giờ đây. Khổ dễ sợ. Tôi không dùng thì tôi tặng, nhưng mà đang chẳng có ai lấy hết. Đó, đặt mốc 50 người là tôi tặng liền, tôi không tiếc mà. Đây nghe, mã số 13 nha mọi người nghe, mã số 13 nghe, mã số 13 này ai chốt nghe. Mã số 13 này ai chốt nghe, đặt mốc. Địa chỉ 147 Lý Triển Thanh Khê Đà Nẵng nha. Mã số 13 nghe. Mỹ Hoa Trần là ai? Mỹ Hoa Trần là chị Long mới điện à? Mỹ Hoa Trần là ai em? Mỹ Hoa Trần là ai, nhắc lại giùm chị cái. Còn không tí inbox giùm chị đi, chị chẳng nhớ luôn tới em luôn á. Tí inbox cho chị nha, tí inbox giùm cho chị nha. Tí inbox giùm cho chị nha, chị không nhớ luôn nha. Mã số 13 ai chốt chưa? Rồi. Hình như còn sốt hàng không mấy em nè. Em nhìn thế nào. Mười cái nha Mary. Rồi từ từ cứ đặt mốc. Mốc 50 người là tỷ tặng nha. Rồi mã số 14 nha. Mã số 14 nè. Mã số 14 nha mọi người nha. Mã số 14 nha. Mã số 14 nha mọi người. Mã số. Em cái tay hồi nãy tên quên rồi. Tên cho em ghi lại chị Mỹ Hoa Trần. Mỹ Hoa Trần ghi lại giùm chị tí. Tí nữa inbox rồi nói chuyện chứ không nhớ. Mã số 14 nghe. Mã số 14 nghe mọi người. Mã số 14 nghe. Mã số 14 em ghi ra. Chị đây Marie Nguyễn ơi em. Mã số 14 của Mary Phạm tì. Thanh An đó. Em bé. Em đứng lên bóc ra cho chị mấy cái hình ở ngoài đó nè. Ở ngoài sau lưng cô á. Ở ngoài sau lưng cô á. Ở đây nhà mình mà hàng bị lỗ với hàng chặt hàng rộng là gì không? Bóc mấy cái thôi em, một cái đen một cái trắng thôi, đừng bóc nhiều đưa đó chị. Em đem ra lại đi, đem ra lại đi. Đem ra lại đi em. Còn một cái nghe, còn một cái nghe. 57kg đổ lại mặt vừa nghe Trúc Nguyễn nghe. Chị Lo đang mặc còn một cái là hết hàng rồi nghe. Cái này còn mẫu này không? Không không, chị lấy một chiếc thôi, chị không lấy nhiều, bỏ ra lại đi em. Đấy nghe, mã số mười mấy rồi. Bé. Mã số 15 nghe, mã số 15 nghe mọi người nghe, rất là xinh luôn nghe mọi người, mã số 15 nghe. Mã số 15 nè. Mã số 15 nè. 15 của Quý Lê, ok, 15 của Quý Lê nè. 15 của Quý Lê. Lấy luôn, thì lấy đi, cháu đi em. 15 của Quý Lê. Rồi ok, 15 của Quý Lê nghe, 15 của Trúc Nguyễn nè. 15 của Trúc Nguyễn nghe. Gần hết rồi mọi người, hồi sáng có rất là nhiều hình rất là đẹp nhưng mà mọi người rất tiếc là mọi người không lấy. Đã hết rồi nghe. 15 của Cherry Phạm nghe. 15 của Cherry Phạm bé. 15 của Cherry Phạm, 15 của Trúc Nguyễn. Chị Trúc Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. 15 của Lê Kiều bé. 15 của Lê Kiều. 15 của Lê Kiều. 15 của Trúc Nguyễn, 15 của Cherry Phạm, 4 cái đây em nghe. Ôi em phải đưa cái hình cho đúng nghe. Chị Lê Kiều, Trúc Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. Cherry Phạm nữa, một cái Cherry Phạm nữa. Trúc Nguyễn lấy chị áo rồi, ok nè. Trúc Nguyễn cho số điện thoại rồi em đè, bé. Rồi rồi, chờ chị Loan tí nghe, chờ tí. Rồi mã số 16 nghe, màu đen nghe mọi người. Mã số 16. Chị mặc á. Rồi lấy thêm cái áo của chị Loan đang mặc nữa. Ok nghe, ok nghe Quý Lê nghe. Mã số 16 nghe, mã số 16.
người. Mã số 16 màu đen nha. Mã số 16 màu đen rất là đẹp luôn nha mọi người nghe, rất là tinh luôn nha mọi người nghe. Mặc vô là phải trẻ ra 5 tuổi nha mọi người. Chị Lê kia mã số 10 số điện thoại nha. Mã số 16 nghe, ai chốt thì chốt nghe, mã số 16 nghe. Mã số 16 nè. Ai chốt thì chốt, ai lấy cái bộ váy của chị quen rồi. Rồi để tí này xíu cởi ra. Charlie Phạm này 16 giờ đưa đây. Em bắn mắt thôi chị yên tâm. Mã số 16 nghe. Lê Kiều cho số điện thoại rồi em tè. À rồi rồi chờ tí em lên đây luôn đi. Mã số 16 lấy chưa? Chờ tí nghe, chờ tí để chốt đơn cho khách đã. Lê Kiều chi cho mà cho số điện thoại đó. Đây thôi chị Lê Kiều cái này thôi. Hồi nãy mã này có ai lấy chưa? Mã này có ai lấy chưa? Mã này mã 17 này, ai lấy thì lấy giùm chị nè. Mã này mã 17 nghe. Mã 17 ai lấy thì chốt giùm chị nghe. Mã 17 chó nghe. Mã 17 nghe. Chị, em lấy cái áo màu đỏ của cô gái nè. Hồi sáng đang chi, đang chi? Phạm Hốt Quốc. Phạm Hốt Quốc em. Là như là mấy cái bộ này đó. Hả? Có đó hả? Năm mấy hàng tháng. Có phải mềm còn ít mà. Thấy rồi. Mã số 17 của Cúc Phương. Ok Cúc Phương nè. Ta cho Long mượn cái viết xíu. Cúc Phương cho Long xin số điện thoại nghe. Cúc Phương cho Long xin số điện thoại nghe. Dạ cái này 100 đúng không? Đúng rồi. Bán rẻ quá đó nghe. Đà Nẵng này là không có ai bán rẻ bằng Long á. 55kg vừa nè Cúc Phương nghe. Mình 57kg đây nghe. 55kg vừa nghe. Ủa, ủa, ủa. Cái này của Trúc Phương, Cúc Phương nè. Em cho khách luôn về luôn rồi, rồi hãy vô em. Mà 100 nghìn nó trả lại ở đâu rồi. Chị ơi, chị có phương này không chị ạ? Chị đang hỏi đầm xung cho chị. Không có đâu. Đầm xung nha, vừa rồi còn dư 2 chiếc mà Lê Nguyễn lấy luôn rồi, phong rộng nó lấy luôn rồi. Rồi Cúc Phương có lấy thì cho chị xin số điện thoại, không thì chị qua phôm áo giấu quần nghe. Chị pha qua phôm áo giấu quần nghe. Rồi, mã số 18 ai chốt thì chốt nghe. Mã số 18 nè, ai chốt thì chốt nghe. Cũng còn 2-3 chiếc nữa thôi là hết nha mọi người nghe. Mã số 18 nè, ai chốt thì chốt giùm chị nghe. Ai chốt thì chốt giùm chị mã số 18 nghe. Mã số 18 này chắc phải rất là ok luôn nha mọi người. Ý là họ lấy váy phôm rộng mà chị Loan chốt cho Lê Nguyễn rồi đâu còn nó lấy. Cho hôm vừa rồi Lê Nguyễn nhận được cái bộ đồ 220.000 đó là quá tuyệt đỉnh luôn á. Em có mèo vui xì sạch nữa còn không em? Đấy. Gửi tên chị một cái nữa cho em. Hết rồi đó hả? Có áo bung gì nữa không? Hả? Áo nhiều lắm mà. Áo mà áo lấy qua áo Quảng Châu hay là áo sữa? Áo sữa. Áo sữa đây. Áo sữa đây nè. Vô đây lựa đây. Áo sữa đi vô đây lựa đi. Rồi áo giấu quần nghe. Chị Loan lấy áo giấu quần nghe. Còn bộ 220. Không có đâu, đi qua Mỹ tìm đi Lê Nguyễn ơi. Rồi em ghim bà cho áo giấu quần giùm chị đi. À, lẻ là 8, lẻ là 100, còn sỉ là 87 ca. Đấy nghe mọi người nghe. Đây nè, rất là đẹp luôn nghe. Rất là đẹp luôn nghe mọi người, váy nghe, rất là dễ thương luôn nè, rất là cute luôn nghe mọi người nghe. Mặc vô là phải trẻ thôi chứ không có lớn tuổi đâu mọi người, yên tâm nghe, rất là dễ thương luôn nghe. Rồi chỉ còn mấy chiếc phông dài thôi, thấy rồi nghe mọi người nghe. Sỉ 87 à. Rồi. Thấy nghe chị thì qua áo giấu quần nghe, ai chốt thì chốt nghe. Ai chốt thì chốt giùm Loan nghe. Ai chốt thì chốt giùm Loan, rồi Loan không làm váy nè, Loan chuyển qua và áo nghe. Loan chuyển qua áo, cái này là ai lấy rồi. Vừa nãy chị đây này, chị Trúc Nguyễn này kêu là chốt sáng 15 là em lấy, xong lại bảo là em lấy cái đăng ạ. Thì lấy hai cái luôn đó. Em không biết. Lấy hai cái luôn đó. Rồi chị thì Loan chuyển qua áo giấu quần nè. Áo giấu quần nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Mã 18 của chị Đêm Phạm là mã nào đó em? Dạ. Mã 18 là mã nào? Nhắc lại giùm cho chị Loan tí nha. Nhắc lại giùm cho chị Loan tí nha mọi người nha. À cái bộ 220 đợt rồi sai. Váy chị Loan đang mặc Lan Bảo ơi, sỉ là giá 97 em ơi. Lẻ là 120 nha. Lẽ là 120 nghe. Đây. Trời ơi cái này phải mặc cái quần riêng mới thấy được cái áo đây nha mọi người, rất là đẹp luôn nha mọi người nghe. 18 là cái nào, nhắc lại giùm chị Loan xíu cho Cherry Phạm ơi.
À, nó bị sót vào một bộ đó Lê Nguyễn ạ. Cái bộ 220 á. Bộ to to đính đá à, nhớ không? Hàng xưởng thì rẻ. Xưởng này mấy? Hàng xưởng lấy nhiều không? Lấy tầm bao nhiêu chiếc? Lấy 2-30 chiếc kiểu này. Thôi lấy tính cho giá 29 nha. Còn hàng Quảng Châu thì mấy? Hàng Quảng Châu thì giá 67. Cái này giặt nó sạc này. Không. 147 Lý Triện Thanh Khê Đà Nẵng nha, giọt đáng. Rồi chị Lan lấy hàng áo giấu quần này, chờ chị Lan tí nha, đây nha. Mà mã là mã số 1 nha mọi người nha. Mã số 1 nha. Mã số 1 ai chốt thì chốt nha, mã số 1 nè. Đạt mắt 50 người đi mọi người ơi. Đạt mắt 50 người, đầm xám, đầm xám, đầm xám là đầm này. Hả? Cái này phải không che đi phạm, phải thì ok dùm Lan nha. Phải thì ok dùm Lan nè. Phải không? Phải thì ok dùm Lan nha. Phải thì ok dùm Lan nha. Hay quay lắm mọi người nghe, chị Loan hay quay lắm nên thành ra có vấn đề chứ là nhắc đi nhắc lại giùm Loan nghe. Lấy áo phao. Nè, tôi quánh trừ cái Lê Nguyễn nghe. Em về em báo bộ nớ 500k dễ sợ không? Trời ơi. Đưa cho hắn bộ 220k mọi người, em báo 500k cùng cười kha 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 nữa nha. Ăn đậm rồi. Trời ơi, chị Loan lời phương thiệt là lời vô hậu thiệt luôn á. Chơi đi phạm lấy số 1 nè. Rồi ok, chơi đi phạm số 1 nghe. Rồi chơi đi phạm ok nói luôn rồi đấy. Ok cái đầm xám này luôn hả? Đồ gì? Đồ ok đầm xám. Trời. Hả? Mặc coca đi đó. Coca cũng giá, giá đây là hàng đây là giá. Cái này là áo giấu quần đây, hàng đây 87 đây, đang like đây. Chất vải rất là ok luôn. Chỉ rồi. Là 87 hả? Chỉ là 87 đó. Trời ơi con Lê. Hắn ngồi cùng cười kha 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 nữa chứ. Anh đậm lên đây Nguyễn. Còn cười mình nữa chứ. Mình là mình nói thiệt lắm, mình nói rất là thiệt luôn. Em lần đầu tiên em bán hàng á, mà em lấy vừa rồi em đi chợ Liên Hiệp á. Em lấy bị mất hàng. Mình theo dõi. Cái gì đây hả chị? Đó, 29k đó. Hàng 29k đó. Đấy nghe mọi người nghe, nó lấy lại nghe. Nó lấy lại nghe mọi người nghe, hồi nãy cái váy này chốt cho ai em? Lấy chị không? Lấy cho 10 cái luôn đi chị. Em báo lại tính sĩ nha chị. Ok cho đi phạm ngay. Nó còn cái mẫu gì thì bỏ vô mẫu nấy. Miễn ra là không trùng mẫu là được nha. Cho đi phạm ngay. Hồi sáng không lấy lấy. Hồi sáng khách sĩ nó chốt cũng gần hết rồi. Đây nghe mã số 2 nghe. Mã số 2 nghe mọi người. Mã số 2 nè. Mã số 2 nè. Mã số 2 nghe. Rất là đẹp luôn nghe mọi người nghe. Mã số 2 rất là đẹp luôn nghe mọi người nghe. Mã số 2 nè. Ai chốt mã 2? Ai chốt mã 2? Chốt mã 2 giùm chị nha. Bơi mới lên lái đi. Rất là nhiều hàng á mọi người nha. Mọi người đóng số lượng bao nhiêu cũng có hết nha. Chỉ cần chuyển tiền qua cho Loan là có hàng nha mọi người. Chuyển tiền qua cho Loan là có hàng hết nha. Chuyển tiền qua cho Loan là có hàng hết nha mọi người nha. Mã số 2. Áo giấu quần á mọi người. Chắc phải mọi người nhận hàng rồi mọi người mới thấy. Chắc phải nó rất là ok nha mọi người nha. Mọi người yên tâm khi nhận hàng nha. Bao lỗi nha mọi người nha. Mã số 3 nha. Mã số 3 nè. Mã số 3 nha. Hả? Có theo nè, phải luôn đó à, luôn hả? Ừ. Mã số 2 cho Cherry Phạm đây. Mã số 3 nha mọi người nha. Mã số 3 nha. Mã số 3 nè. Mã số 3 nha mọi người, rất là đẹp luôn nha. Mã số 3 cho Dung Nguyễn, ok Dung Nguyễn nè. Chị Dung Nguyễn cho em xin số điện thoại không, nha. Em phải kiểm tra dùm cho Dung Nguyễn, vừa rồi nó bị lỗi một xíu rồi. Cái này em kiểm tra kỹ cho Dung Nguyễn chứ không là lỗi nữa là mất công nữa. Đây, chốt cho Dung Nguyễn nè, ok Dung Nguyễn nha. Mã số 3 nha. Mã số 3 chốt cho Dung Nguyễn nha, ok em nha. Yên tâm đi, để đợt này thì Loan kiểm tra cho, không có bị lỗi đâu, nó bị dính cái chi đó. Giờ chờ đi chị kiểm tra cho. Đổi hả? Rồi mã số 4 nha mọi người nha, này làm áo cặp được nha mọi người nha. Làm áo cặp được nha, cả nam cổ nữ, cả nam nữ mặc được hết nha. Rồi ok Dung Nguyễn nè, nam nữ mặc được hết nha mọi người. Nam nữ mặc được hết nha. Ai mà có chồng rồi mặc với chồng cũng rất là hay hay chứ không phải là. Đây nè, nó rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Mã số mấy rồi ba? Mã số 4 nè mọi người nha. Mã số 4 làm áo cặp được nha mọi người. Mã số 4 nè, chốt cho mã số 4 nè. Áo giấu quần là lẻ là 100 em. Sỉ là 87k em. Chị ghim bài rồi nha. Mã số 4 chốt cho Lê Kiều tì. Mã số 5 nha. Mã số 5 nha mọi người. Mã số 5 nè. Mã số 5 mọi người yên tâm khi nhận hàng nhà mình nha. Chị có khen chứ không có che đâu nha. Còn có việc lỗi với lại chặt rậm là Loan sẽ đổi hết nha. Đấy nghe mã số 5 nghe, mã số 5 mà cái trường hợp lỗi là rất là ít cho mọi người nghe. Nó bị sắc xuất thôi chứ không phải là hoàn toàn lỗi hết nha, không có nghe.
Mã số 5 nha. Mã số 5 em đánh mã số 5 vô em. Mã số 5 nè. Mã số 5 cho Cherry Phạm đây. Mã số 6 nha mọi người nha. Mọi người thấy hình ảnh nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Mã số 6 nha. Mã số 6 nha mọi người nha. Mã số 6 nè. Ai chốt mã 6 chốt mã 6 giùm Loan nha. Mã số 6 nè. Rất là ok luôn nha mọi người. Mã số 6. À, cái theo nào? Cái theo nào em? À, cái theo nó không phải, theo nó Hồng Quảng Châu. Mã số 6 nè. Mã số 6 em, đánh mã số 6 vô em. Free size Loan Phan ơi, nam nữ chi cũng mặc được hết nghe, free size nghe. Mã số 6 nghe. Mã số 7 nghe mọi người nghe. Áo giấu quần nghe, để chị Long đứng lên trên này. Đây nghe, áo giấu quần nghe, mã số 7 nè. Chắc vải rất là ok nghe. Chắc vải áo rất là ok. Mã số mấy em? Mã số mấy rồi? Mã số 7 à? Mã số 7 nghe mọi người nghe, mã số 7 nghe. Mã số 7 nghe mọi người nghe, mã rồi. Số 7. Chúc Nguyễn lấy cái của chị mà chứ không lấy cái này. Ờ à, rồi hả? Rồi thôi cứ đưa đây và bỏ nó ra ngoài nó. Mã số 7 nghe, chốt mã số 7 em. Mã số 7 đây. Màu trắng, màu đỏ với màu xanh đi vào anh chị. Hả hả? Đen trắng đỏ xanh như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Xanh màu rồi. Màu gì nữa đây? Màu vàng không có nè. Màu vàng không? Có nè. Màu trắng có không? Màu trắng lấy chưa? Màu trắng màu đây. Đưa cái màu đi. Trời ơi, cái hàng nến đẹp. Nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Lê Kiều 50kg mặc đẹp nha Lê Kiều. Quá đẹp luôn á, đừng nói đẹp. Em yên tâm đi, em cứ nhận hàng đi. Mọi người yên tâm đừng có lo, chứ có vấn đề là chắc vải 6 hay là mặc không vừa. Chị Loan báo số size rồi, free size là ai mà cũng được hết nha. Mã số 8 nha. Mã số 8 nha mọi người, rất là dễ thương cute luôn nha mọi người nha. Mã số 8 nè. Mã số 8 nha, rất là đẹp luôn nha. Mã số 8 nè. Mã số 8 rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Mã số 8 nha, ai chốt chốt giùm Loan nha. Mã số 8. Mã số 8 nha. Mã số 8 nè. Lấy ít áo nữa đi. Lấy thêm gì bán, chẳng có nhiều mẫu. Vì cái hàng này nó nốt thiệt. Xuống chợ còn không bao giờ có giá này. Hàng màu lo thề không? Đốt chị nè, chị nè. Quá đẹp bán hàng bán đếp thôi. Lấy áo 8, lấy áo 8 cho chị Cherry Phạm kìa. Lấy áo 8 cho chị Cherry Phạm. Mã số 9 nha, mã số 9 nha mọi người nghe, nó rất là đẹp luôn. Mọi người thấy hình ảnh của hắn không? Bao giặt mấy giặt luôn nghe. Mã số 9 nha mọi người nghe. Rất là đẹp luôn nghe. Rất là đẹp luôn nha mọi người nghe. Mã số 9 nha. Mã số 9 nè. Mọi người nhận hàng rồi mọi người mới thấy cái chất nhà mình nó rất là đẹp luôn nghe. Không có kim sa nghe. Không có kim sa nghe. Lan Bảo có váy chị mặc còn không, để cho em cái. Để chị coi thử nó có xấu không nghe Long Bảo nghe. Đây đây em, đây em. Chị đợi trước. Đây đây cháu nè. Đây cháu. Mã năm mấy? Mã số 9 đúng không? Không có một cái với mày mà không biết ai chốt một cái dạng chị rồi mà chị cứ quay hè. Mã số 9 cháu cho Cherry Phạm đây. Đây nghe mã số 10 nè. Mã số 10 nghe. Mã số 10 nghe mọi người nghe. Hắn có hai dòng nghe, một dòng là cô tâm, một dòng là thấm hút mồ hôi nghe mọi người nghe. Cô tâm thun 4 chiều nghe mọi người nghe. Mã số 10 nghe, mã số 10 nè. Mã số 10 nghe. Mã số 10 nghe mọi người nghe, mã số 10. Ai chốt mã 10 chốt mã 10 giùm Loan nghe, mã số 10. À, mã số 10 nghe. Không, cái này thì khác mà. Đúng á, hắn đó. Hả? Khá hả? Hả? Ngọc Võ ngày đi xếp đồ cho em chưa? Chưa em ơi, để ngày mai chị Loan ship ngay. Ngày nay chị tranh thủ chị like là ngày mai chị cho ship đi luôn nha. Mã số 11 nha mọi người nha. Mã số 11 nè. Mã số 11 áo giấu quần nha. Chị đang mặc 100 hả? Chị bán lẻ là 120, còn sỉ là giá 95k nha. Rồi ok Quý Lê nghe, ok nghe. Mã số mấy rồi em? 11. Mã số 11 nghe, mã số 11 nghe. Áo đỏ phía sau có người chốt rồi nha.
bỏ cái áo đỏ xuống đi. Ai hỏi hết trơn á. Kệ mày. Mã số 11 của ai tệ? Tom Jerry. Tom Jerry cho mình xin số điện thoại nha. Mã số 12 nghe. Mã số 12 áo giáo quần này rất là đẹp luôn nha mọi người nghe. Mã số 12 nghe. Tom Jerry cho xin số điện thoại cho 11 nha. Đào Thảo hỏi chi mà biểu trả lời. Cái váy như chị. Cái váy như chị Loan, để chị Loan coi có dư không rồi chị Loan đưa ra nghe. Mã số 12 chốt cho Jerry Phạm nè. Bạn Tom Jerry ơi, cho mình xin số điện thoại cho số 11 nha. À ship là ship là tiền vui điện nó lấy ra Linh Dương nha. Ủa mã số 12 đi đâu rồi? Mã số 12 nè. Mã số 12 chốt cho Jerry Phạm tè. À áo đỏ nó có người chốt rồi em ơi, mà khổ ghê, mà trừ không biết của ai nữa hết. Thôi cứ để đó đi, từ từ tính sau. Chứ không trừ mà chị chốt cho bọn em là hắn chửi chị tọt mặt. Mã số 13 nghe mọi người, mã số 13 nghe rất là đẹp luôn nha mọi người nghe. Mã số 13 nghe, mã số 13 áo giấu quần nghe. Hàng Quảng Châu nghe mọi người, mã số 13 nghe. Mã số 13 ai chốt thì chốt nghe. Ai lấy sĩ thì cứ qua nhà Loan lấy nha, cứ qua đây lựa hàng nha mọi người nghe. Mã số 13 nè. Mã số 13 đánh vô đi em. Mã số 14 nghe. Mã số 14 nghe mọi người nghe. Rất là đẹp luôn nghe mọi người, đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp nha. Mã số 14 nghe. Mã số 14 nghe mọi người. Mã số 14 nghe. Mã số 13 cho đi Phạm lấy tè. Có gì sợ. Để đó, để chị năn nỉ cái lò không đưa cho. Hả hả chị? Cái gì vậy? Mấy cái áo này có mẫu hình không? Đâu, có mẫu hình để mình lấy không? Có chứ, để em đẩy hình qua cho. Đây, mã số 14 nghe, mã số 13 của cha đi Phạm em chốt chưa? Đây. Rồi, mã số 14 nghe, mã số 14. Cái này bỏ qua hàng chuyển ha. Áo giấu quần hả? Áo giấu quần đó chị qua đây chị lựa đó. Thành cô gái đẹp. Mã số 15 nghe. Mã số 15 nè. Mã số 15 nghe mọi người nghe. Mặc có quần legging, quần riêng, quần đùi, quần chi cũng được hết nghe. Mã số 15 nè. Mã số 15 ai chốt chốt nghe. Đi rồi anh chị xíu em. Mã số 15 em. Và quý Lê cũng mua nhiều lắm. Mã số 16 rất là đẹp nè, không lái lộn à chị, lái cái hình này nè. 15 của Dung Nguyễn nha. Mã số 16 nghe, mã số 16 này rất là đẹp luôn nha mọi người. Trong mấy cái hình là Loan thích cái hình này nhất nè. Cái hình này rất là đẹp luôn, mã số 16 nè, ai chốt thì chốt nghe. 15 của Jerry Phạm nha. Mã số 16 nghe, mã số 16 rất là đẹp luôn nha mọi người. Mã số 16 nè. Mã số 16 của Linh Dương, mã số 15 của Jerry Phạm nha. Mã số 16 ai chốt chốt nha, mã số 16. Mã số 16 nha. Mã số 16 của Mimi Nguyễn nha, nó rất là đẹp luôn đó mọi người. Mặc cái quần riêng lên là mọi người thấy cắt liền. 16 còn mấy cái. Đó đó, anh chốt đi. Còn mà. 16 nhớ là còn 16. Trời ơi, 16 nè, không ai lấy là rất là tiếc nha. Loan giành giật phải nói là dễ sợ luôn mới được á. Mimi Nguyễn cho xin số điện thoại nha. Đây nghe, mã số 16 ai lấy thì chốt giùm Loan nghe. Mã số 16 ai lấy thì chốt giùm Loan nghe. Chị Mimi Nguyễn cho em xin số điện thoại cho 16 nha. Chị Linh Dương cho em xin đúng. Số điện thoại nha. Quý Lê mua rồi, cái hàng này đẹp lắm. Loan rất thích cái hàng này rồi. Để đó Loan nói ông chồng Loan mặc cá, Loan mặc cá chẳng vui. Chị Cherry Phạm giờ đưa chị Cherry Phạm một cái. Nè. Đó. Có hai cái hai người rồi. Đây nè. Trời ơi nó đẹp lắm, mọi người không lấy bữa sau nhận hàng này rồi là chị Loan ơi còn hàng này không còn đâu lấy em ơi. Chị Loan năn nỉ với cái con sĩ đó mà hắn lâu nãy bắt rác thùng răng không có để đó. Chị Mimi Nguyễn cho 16 cho em xin số điện thoại không em xả nha. Đó là lâm bán là giá rẻ, giá quá rẻ luôn nha mọi người nha. Chị kêu chị nói Mimi Nguyễn tới lấy trong vòng bao nhiêu ngày không được xả. Mimi Nguyễn tới lấy, tới phốp lấy à. Lấy là trong vòng chiều nay tới lấy giùm chị, qua ngày mai là chị xả đơn nha Mimi Nguyễn nha. Chị không giữ nha mọi người nha, mọi người chị thông ơi, cảm nha. Còn không?
mã số 16 à? Ừ. Đây nè. Cho bà thợ. Chị có like không? Ở nhà chị có like. Chị Đào Thảo có lấy mã 16 không ạ? Cho nên anh chị em ở đây à, cuối năm nay em lên Hòa Khánh đây em thêm nhập bằng nhà mẹ em á, ngay từ đường Âu Cơ á, tháng 30 triệu hiện tại Hòa Khánh là giờ từ tháng 50 nhưng mà nhà mẹ em thêm là 30 thôi. Bữa em ở trong này, em like em chưa quen á mà em ngại mà em ra ngoài em thuê ở đây mới dễ làm khổ mà mình sẽ đi thuê mặt bằng rồi. Đúng rồi, 16 không có màu đen nha, mã máy rồi bé. 16 mã số 17 nghe, đừng có điên. Mã số 17 nghe. Mã số 17 nghe, mã số 17 ai chốt chốt nghe. Mã số 17 nghe mọi người nghe. Mã số 17 nè, ai chốt chốt nè. Tom Jerry ơi, có ship nha. Nhà mình thì ngay mặt đường. Dạ. Nhà anh ở đâu? Con Trung Dục. Trung Dục là chị. Gần chỗ cầu Thành Phố các chị, gần 3 tháng 2 con nhậu xanh rồi đó. Ôi cha mẹ ơi, thì ở đó bán trắc quất đi, con mắc kia đi đâu. Cứ bay ra, cứ bay vô, nổi tiền bay nó không ăn của mình hết. Mã số máy là bao nhiêu đi? 17. Mã số 18 nè, Coca-Cola đang hot nè. Mọi người biết không, cái hàng đang hot nha. Mã số 18 nè. Có ship nha, Tom Jerry. Mã số 18 nha, mã số 18 ai chốt chốt giùm chị nha. Mã số 18 nè. Mã chị số 18. Thảo ơi, chị có chốt 16 không thì ok cho em không em xả. Đào Thảo là khách quen mà em. Biết rồi nhưng chị hỏi là 16 không? À, Đào Thảo lấy màu đen, màu trắng đi, màu trắng đẹp lắm đó em ơi. Không lấy là sao hỏi không có hàng đâu. Mã số 18 nè. Mã số 18 nghe. À, mấy bạn ở trong con cái nhà mà giá. Em định mở cái cơ sở lớn cho nó luôn đó. Nhà mẹ em, nhà mẹ ruột em á. Đây rất là đẹp luôn nè. Mọi người thấy nó dễ thương không mọi người? Mà thằng người thấy cái hình của hắn là mọi người thương rồi. Đây nghe, mã số 19 nha. Mã số 19 nha. Mã số 19 nè, mọi người thấy cái hình không? Nó dễ thương cực luôn nha. Có ship không rứa chị? Có nghe Tom Jerry nghe. Mã số 19 rất là đẹp luôn nha. Mọi người nghe, cute luôn đó mọi người. Mã số 19 nha, ai chốt thì chốt mã số 19 nha. Mã số 19 nè. Mã số 19 nha. Thì ra mình cũng được nhiều người theo dõi mà mình không biết. Mã số 19 của Cherry Phạm con nghe, 19 con nghe mọi người nghe. 19 rất là đẹp luôn á, Lon nói thiệt luôn á mọi người. Hả? Lon thích con chó này hơn là chi nữa. Con chó này với cái con chim mà hồi nãy với mấy con mèo á, hai con. Đây vậy làm áo cặp rất là dễ thương nghe, cho ông chồng mặc đây trông giống như Sting chứ. Ai nghe mọi người nghe rất là đẹp luôn nghe. Mã số 19 nè. Mã số 19 ai chốt thêm thì chốt giùm Loan nha. Mã số 19 nha. Em bỏ ra em mua đồ cho biết chị. Rồi mã số 20 nha mọi người. Mã số 20 nha. Mã số 20 nè. Mã số 20 nha mọi người nha. Đây rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Mã số 20 ai chốt thì chốt giùm Loan nha. Mã số 20 nha. Mã số 20. Áo thun ngắn có nha, giờ đang. Rồi áo thun ngắn từ từ vừa lo qua áo thun ngắn nha. Ngắn là 80k nha, ngắn là 80k. Em có chồng nó chồng chi đó em. Em đem qua chị xem thử nè. Mã số 20 của Cherry Phạm nè, mã số 20 của Cherry Phạm nha. Rất là đẹp luôn đó Cherry Phạm, yên tâm đi. Rồi mã số 21 nha mọi người nha, mọi người thêm chắc nè, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Mã số 21 nha, mã số 21 ai chốt thì chốt nha. Mã số 21 nè, ai chốt thì chốt mã số 21 nha. Ủa cái áo màu tím mà nó là mình thấy luôn đó hả? Tím ba cô gái á. Đi còn một cục cơ mà. Đi đâu rồi? Thấy rồi nha, thấy rồi. Mã số 21 nha. Có quần ống rộng không chị? Không chị không có hàng quần ống rộng chị không về. Mã số 21 nghe ngó đó chứ còn quần quần bách ghi hàng Trung Quốc thì có. Mã số 21 chưa? Chị Linh Y Nguyễn ơi cho em xin số điện thoại để chốt mã 21 nha. Mã số 21 nha.
Trời ơi, nó nhiều kiểu lắm, mà nãy chị Loan like rồi Loan đập biết bao nhiêu kiểu rồi đó. Mã số 21 ai chốt thì chốt nha. Mã số 21 nè. Các chị chốt thì cho em xin số điện thoại nha. Mã số 22 nha, khách hàng đang ở đây lấy hàng là mọi người. Rất là đẹp luôn nha mọi người, nghe nó dễ thương không mọi người. Đây nha, mã số 22 nha, mã số 22 nha, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Mã số 22 nè. Mã số 22 nha, mã số 22. Cái này chị nói chưa nè. Mã số 22 đóng ha, chứ các chốt hàng đi. Chị lái chưa, lái con chó này nè, chó này đẹp lắm. Mã số 22 cho Cherry Phạm nha. Ok Cherry Phạm nè. Còn Lê Kiều nữa chứ. Hả? Lê Kiều nữa. Đây. Đây. Thôi đừng lọ. Đây. Hồi sáng Minh Nguyễn có chốt số 21 không thì cho em xin số điện thoại không em xả. Không cho thì xả. Hằng ơi, có mua hàng nữa không Hằng ơi? Hồi sáng có váy phom xung rẻ lắm mà đang Hằng không vô lựa. Váy phom xung sĩ có giá 95k thôi. Mã số mấy rồi em? Mã số 23 nha mọi người. Mã số 23 nha, mã số 23 nha mọi người nha. Mã số 23 nè, ai chốt mã 23 chốt nha. Mã số 23 nha mọi người. Mã số 23 nha, chị Loan đóng khách hàng cho khách sĩ gần hết rồi nha. Gần hết rồi. 147 Lý Triện Thanh Khê Đà Nẵng. Mã số 23 nè. Chị ở Đà Nẵng nha, ai lấy thì qua nhà chị lấy nha. Qua đây lựa cho thoải mái luôn nha mọi người nha. Mã số 23 nè. Loan có lạ ngày, mỗi lần Loan hết tiền là có người đem tiền tới. Không nói gian luôn mà mối trừ đó. Em nói thiệt. Anh đi không, ngày hôm kia là em chồng tiền em chuyển khoản đi hết luôn. Tự nhiên tiêu lại hai ba bà xuống lấy cho em gần 20 triệu tiền hàng. Đâu không có hay. Nó lại nữa. Tôi lại 23 kìa. Trả giá chị. Đây nghe, mã số 23 nha mọi người nghe. Mã số 23 trời ơi, Hằng ơi, hồi sáng có lô váy phom xung đây như chị Loan đang mặc đây nè. Sỉ có 95k rất là đẹp luôn á. Hàng Quảng Châu luôn nghe. Hàng Quảng Châu luôn đó Hằng nghe. Giờ trừ còn ít thôi, còn mấy chiếc thôi Hằng có lấy thì ok thì chị Loan lựa luôn cho. Đây nghe, mã số 23 hả em? Ê, mã số mấy đi em? 23. Đây, mã số 23 nè, ai chốt thì chốt giùm Loan nghe. Rồi, em lấy 23, ok Hằng nghe. Lấy 23 cho chị Hằng. Mã số 23 nè, chốt cho Hằng nè, ok Hằng nghe. Đây, ai lấy 23 nữa không? Rồi cái này Hằng có lấy nữa không? Đây nè, mã số này cho nè, số 24 này có lấy nè thì chốt nè, cái này cũng rất là đẹp luôn nha Hằng nha. Mã số 24 nè, mọi người có lấy thì chốt luôn cái này, mã số 24 nha. Mã số 24 nha, còn Hằng nha, mã số 24 còn Hằng nha. Mã số 24 nè, ai chốt thì chốt nha. Chất vải rất là ok, mềm mượt luôn nè mọi người, mà mắt nó thun mắt lạnh luôn nha mọi người nha. Mã số 24 nha. Hàng của Loan mặc được lắm. Ai đó? Hoàn Thành. Rồi cảm ơn Hoàn Thành nha. Rồi mã số 24 thì chốt cho Hằng nha, chốt cho Hằng mã số 24 nha. Ok Hằng nha. Loan like thêm một ít nữa cho Hằng lựa lại nha. 65kg vừa luôn nha. 65kg vừa nha, áo giáo quần 65kg nam nữ mặc được luôn nha mọi người nha, làm áo cặp được nha. Giá lẻ 100 nha Mai Ngọc. Đây mã số 25 nè, mã số 25 rất là đẹp luôn nha, cái tự tin mua hàng nhà mình đây chắc phải rất là ok nha mọi người nha. Mã số 25 nha. Mã số 25 nha. Mã số 25 nè. Hằng có lấy không? Có ai nữa? Nãy chị có ai lấy không? Không lấy cái này đưa đi Loan cho Hằng cái hả? Đấy Hằng ơi, Hằng lấy luôn chiếc này nè. Mã số 26 nè, chốt cho chị luôn nè. Còn dư một chiếc thôi là hết hàng rồi nè. Mã số 26 nè, mã số 26 nè. Mã số 26 rất là đẹp luôn nha. Dễ lắm, dễ lắm. Kệ, không gặp người đi gặp người khác nghe. Mã số 26 nè, ai chốt thì chốt nghe. Mã số 26 nè, ai chốt thì chốt nghe. Quá đẹp luôn á. 25 không ai chốt đâu. Em chốt luôn. Rồi ok Hằng nghe, rất là đẹp luôn Hằng nghe. Mã số mấy đây?
từ nghe mọi người nghe, Lân like cho Hằng lựa tí nữa nghe. Lân like cho Hằng lựa tí để Lân đóng hàng cho Hằng bán luôn nghe. Lân like lại cho Hằng lựa tí nữa nghe mọi người nghe. Rồi mã số 1 nghe, Hằng có lấy ai lấy thì chốt nghe. Mã số 1 nghe. Mã số 1 rất là đẹp hết rồi, hồi sáng có màu đỏ, màu vàng nhưng mà hết rồi nghe mọi người nghe. Còn màu nào không còn nghe, chờ thì Lân tí nghe Hoàng Thanh nghe. Mà á, cái này hả? Cái này còn màu trắng thôi, hết rồi. À cái hàng dâm đùi là chị Loan cho vô cái hàng lộn xộn là giá 22k 100 chiếc nha mọi người nghe. Áo này đẹp nhỉ. Lộn xộn luôn, lộn xộn luôn. Đâu nào em xem nha. Nó phải sạc ra nãy mình nói rồi đó. Phải sạc hàng đông với hàng hài ra, mình bán là từ 100 chiếc là giá 22. Nhưng mà sạc cái hàng sạc. Hàng con chốt này à, đẹp mà. Chuyển mẫu đây rồi, ok nghe, 65kg vừa nghe. 65kg vừa nghe. Hả? Coi áo đỏ 65kg vừa không? Đỏ nào. Cái này có người chốt rồi nghe mọi người thông cảm nghe. Có người chốt rồi khổ ghê. Treo xem được chứ, cho treo xem được chứ. Đây nha, mã số 2 nha mọi người, mã số 2 Vương Niệm nè. Đây nha, mã số 2 Vương Niệm nghe, mã số 2 nha. Mã số 2 ai chốt chốt nghe, mã số 2 nè. Mã số 2 nghe, làm xiên chốt cũng nhanh hết hàng là mình nhắc lắm. Vừa nghe, tầm từ 40kg cho tới 65-70kg mà cũng được nghe. Form này là form này là form rất là chuẩn hàng luôn nghe mọi người nghe. Mã số 2 chốt cho Hằng này, ok Hằng nghe. Mã số 2 chốt cho Hằng này. Ai nè? Nhi Nhi, Nhi Nhi là ai đó? Em hả? Em hả? Mặc cái chi thử Hoàng Thành ơi, mặc cái chi thử em. Mã số 3 nè, mã số 3 nè. Mã số 3 nghe, cái mặt cái chi thử nói lại giùm cho chị Loan tí. Mã số 3 nghe, mã số 3 rất là đẹp luôn nghe mọi người nghe, chó nghe. Mã số 3 nghe, mã số 3 nè. Mã số 3 ai chốt chốt giùm Loan nghe. Mã số 3 nè, ai chốt chốt giùm Loan nghe mọi người nghe. Mã số 3 ai chốt chốt giùm Loan nghe. Mã số 3 nè. Cái giống không? Mã số 4 nha mọi người nghe, mã số 4 nè, mã số 4 nha, mã số 4 nha mọi người nghe, ai chốt chốt giùm Loan nha. Mã số 4 nha. Mã số 4 ai chốt chốt giùm Loan nha, mã số 4 nè. Mã số 4 nha. Mã số 4 đó chị. Hả? Vương Niệm đó chị. Đây 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 là Loan mặc đó. Mã số 5 nha mọi người nghe. Mã số 5 nè, mã số 5 nha. Mã số 5 nè, ai chốt mã 5 chốt mã 5 giùm Loan nha. Mã số 5 nè, ai chốt mã 5 chốt cho mã 5 giùm Loan nghe. Mã số 5 nghe. Mã số 5 nè. Mã số 5 ai chốt giùm Loan nghe, mã số 5 nghe. Số 5 của hả? Cái đang có Vương Niệm đỏ đây hả? Đây nghe, mã số 6 nè, mã số 6 ai nói mà mặc Vương Niệm đỏ mặc cho thử cho mọi người xem nè. Đẹp lắm Hoàng Thành, tin tưởng chị Loan đi, yên tâm. Đây nghe, 40kg trở lên mặc là được nghe, 40kg trở lên mặc là được nghe. Mã số mấy đây? Mã số 6 nghe, mã số 6 nè mọi người nha. Mã số 6. Mã số 6 nghe, mã số 6 nghe. Ok là sao? Ok là lấy hả? Hay là sao em ơi? Mã số 6 nghe. Mã số 6 nè. Ai chốt số 6 cho xin số điện thoại nha. Bao nhiêu? 100 nghìn nha. Hoàn thành. Rẻ lắm em ơi. Rẻ lắm luôn luôn á. Bao chốt bao vải nha. Mã số 7 nghe. Chắc rất là ok luôn nghe. Thun cô tông 4 chiều nghe mọi người nghe. Thun cô tông 4 chiều mắt lạnh luôn nghe mọi người nghe. Mã số 7 nè. Mã số 7 Coca-Cola nghe. Mã số 7 nè. Bác bỏ vô bao bác. Lấy thì ok giùm chị, hình như còn chiếc hai chiếc thôi, không nhiều đâu nghe em nghe. Mã số 8 nghe, mã số 8 nè. Mã số 8 nghe, mã số 8 nè mọi người nghe.
Mã số 8 rất là đẹp luôn nha. Mã số 8 này mặt ngầu lắm. Vợ cái chồng cái rồi ra đường là đúng ngầu luôn. Mã số 8 nè. Kim Thuận cho số 8 cho xin số điện thoại nha. Nhưng mà nó đẹp thiệt mà. Kim Thuận cho xin số điện thoại nha. Mã số 9 nha. Mã số 9 nha. Mã số 9 nè. Cáo. Mã số 9 nha. Mã số 9 nha. Ai chốt mã 9 chốt mã 9 nha. Mã số 9 nè. Mã số 9 nha. Mã số 9 ai chốt chốt nha. Rồi gấu nè. Mã số 10 nha. Mã số 10 nè, rất là dễ thương luôn nha mọi người. Mã số 10 nha. Mã số 10 nha. Ai chốt thì chốt mã 10 nha. Em đổi 9. Ok nha Kim Thuận. Kim Thuận cho xin số điện thoại nha. Mã số 10 nha. Có mà em cứ bắt cặp đi, em bắt cặp được mà. Hả? Thằng buôn mà của con trâu là mấy? 67. Lấy nhiều không? Thôi tính lấy. Đi ra có bán này. Không hàng thì ấy ra ấy cầu khách thôi. Em bán giá 35-40 thôi. Cầu khách thôi. Còn lại là ấy bán mấy cái hàng kia. Mặt cổ khi mà đi ra tới còn Hà Nội đi nữa tới. Đúng rồi, nó có ghi ốt nè. Có, em thuê mặt bằng rồi nữa. Em thuê con bé live stream nó tốn nào hẳn live hết á. Live đắt không? Live mới live có 3 đêm mà. Đông khách à? 3 đêm thôi. Mà cái lượng tương tác nó ít lắm. Từ từ phải lấy hàng rẻ về câu. 120 nha giò đắng. Đó, em lấy hàng đắt từ bán mới được không? Con kia nó không lấy rồi. Dung Nguyễn hồi nãy chốt mấy cái Dung Nguyễn rồi. Hai cái bận có hình cô gái rồi cho Dung Nguyễn. Rồi ok Dung Nguyễn nha. Ok Dung Nguyễn nha. Đây gấu nè, gấu ai lấy gấu chốt gấu nha. Đấy hình cô gái đấy. Bỏ đây ra. Cô gái nào em? Cô gái nào? Cô gái Vương Niệm hay là cô gái kia? Tí là em bắt cho chị nghe Dung Nguyễn nghe. Tí là em bắt cho chị, em nói chị không hiểu. Tí nữa anh bắt cho chị đi. Rồi chị lon like qua cái hàng khác nha. Lon like qua cái hàng phông ngắn nha mọi người nha. Đây nha. Lon like qua cái hàng phông ngắn nha. Xếp lại đi em. Ai mua váy phông xung không? À bỏ cái Vương Niệm ra. Bỏ cái hình cô gái Vương Niệm ra. Đấy nèo qua lái luôn. Gần hết rồi đó. Rồi ngắn nha, chị chuyển qua ngắn nha. Cái váy này của ai mà mượn mặt hồi nãy giờ rồi đây? Trúc Nguyễn. Hả? Trúc Nguyễn. Đây đi hả? Con ngắn 67. Váy xuông lai rồi nha Lan Bảo. Đây còn chiếc Adidas nè. Còn chiếc Adidas ai lấy nha. Còn chiếc Adidas nè. Còn chị ơi hàng rẻ còn không còn nha. Hàng rẻ còn nha. 100 chiếc giá 22 nha hằng nha. Like lấy cái hằng nó để về câu like nha. Hằng nói là về câu like nha mọi người nha. Hằng một câu like. Hằng mà hằng 22 á. Về 20 thuận được. Đóng sẵn luôn là 20. Về câu like là bán hay lắm. Con bé mà rồi khách hàng của Loan mấy hồi có một người cua. Có hồi không có người cua luôn. Con lấy cái hàng 20 của Loan vậy. Like hàng 25. Bữa nay hàng 50 người xem. Lai còn xem hơn nhiều hơn mình, nó mới điện ra cười khà. Hả? Mới vừa điện thôi. Cái hàng ở buôn đó hả? Hả? Cái hàng 20 á. Cười khà đó, bà cười tươi như hoa. Bà kêu chị Loan ơi, bên em có 50 người xem rồi. Sợ cái chất cái này quá. Hả? Ý là sợ cái chất cái này quá, họ mang cái bộ. Tất nhiên rồi, hắn không làm răng nó hàng mà con trâu được. Mà hàng thăm rẻ thì họ cô. Còn chị nói, em nói chị là trăm người. Cứ đợt like này qua đợt like khác. Hay là mình lấy cái đồ đó mình về mình like cái. Còn em mời like, em like tao hàng trăm, trăm mạng, trăm tư, trăm ba. Em hai cái áo giáo quần của Kim Thuận đúng không em? Bạn để em lại lượng. Váy xuông bao nhiêu? Lẻ 120 nha. Lẻ 120 nha. Sỉ là giá 95 nha. Hiền Hồ nha. Gần hết rồi em ơi, gần hết rồi nha.
dây rẽ nó tùy lai các bạn. Để lấy số 10 rồi. Lai 3D mà đâu có dụng người theo dõi mấy đâu. Thì họ ham rẻ nhưng mà vẫn không có tiền họ mua đồ rẻ họ mặc chứ. Nhưng mà nhiều lúc cái hàng mình rẻ nhưng mà nhiều lúc đẹp cũng có. Chứ đâu phải đâm xuống chị Lê Kiều cho chị Loan tí đâm xuống. Trời ơi. Đâm xuống còn ít lắm nè, chị Loan like ai lấy thì chốt luôn nè. Đây nghe. Em lấy hai cái màu trắng. Kim thuận là cái gì? Kim thuận mới chốt được một cái này. Hai cái màu trắng à? Hỏi Kim Thuận lấy cái hình cô gái này được không? Kim Thuận ơi em còn đó em chốt lại giùm chị đó được không em? Hồi nãy là em chọn cái này là phải không? Phải thì ok giùm chị nè. Phải thì ok giùm chị nha. Phải thì ok giùm chị áo giấu quần nè. Một cái nè. Một cái là mã số 1 nè. Mã số 1 tội chị. Mã số 1 nè. Ê cái mẫu mua 20 em. Chị đó, dồn hết lên đây rồi em biết số 20. 20 là cái mã nào em ơi? Rồi chứ giờ trừ mã số 2 em chỉ chọn cái hàng này được không Kim Thuận ơi? Cái này cũng rất là đẹp, em tin tưởng chị Loan đi. Nó đẹp lắm nghe. Đây nè. Được thì ok luôn giùm cho chị Loan chốt cho em nè. Còn chị Hằng lấy mã 20 là mã nào chị Loan đâu có nhớ mã nào 20 đâu. Ở ngoài nó đồ đẹp không? Ngoài Hà Nội đồ đẹp không? Đồ lấy mệt lắm. Hôm qua em lấy cái thằng cu nó lấy bộ đồ nó cũng chỉ đắt giá mấy? Giá 6 mấy mà. Mô. Đồ pate kìa. Giá mấy rồi. Rồi ok, rồi ok Kim Thuận nha, chốt cho Kim Thuận hai cái ok nè. Váy chị mang 57kg vừa không vừa nghe nhưng mà phải cao nghe, phải cao trên mét 57 nha. Phải cao trên mét 57 nha mọi người nha. 58kg và mét 60 là ok nha, 58kg và mét 60 là ok nha. Dưới mét 60 là không được nha. Đây nghe, đâu rồi, con mèo của tôi rồi. Đây, mèo nghe, mèo mã số 1 nè, mèo mã số 1 nghe. Mèo gu xì mã số 1 này thì nó lấy váy là ai lấy thì lấy nghe. Rồi mã số 2 mèo ghi nghe, mèo xám nghe, mã số 2 nghe, có túi hết nghe mọi người nghe. Có túi hết nghe, 57kg đổ lại mặc là được nghe, 57kg đổ lại mặc là được nghe. Vừa nghe Hải Yến ơi, vừa nghe, chạy xuống đó thì đứng nướng. Vừa nghe Hải Yến nghe ok nghe không có lo nghe chị nói vừa rồi vừa mà riêng cái hàng phong váy đi là 60 cái hàng này 60 được không mày không hàng này có tầm 57kg đổ lại thôi nghe 57kg đổ lại thôi nghe đây mã số 1 nghe mã số 1 màu ghi là mã số 2 nghe màu ghi là mã số 2 mã số 1 là còn một chiếc cháu cherry phạm là hết nghe thấy hàng nghe mọi người nghe cherry phạm dạ có mẫu hình chứ nữa ở đâu nữa hàng chi thì đó trong tuần đó đó mình bữa nay thì mình cố gắng mình nhập hàng từ Quảng Châu mà không nhập hàng Sài Gòn về nữa còn ví dụ như mình mới bán thì mình phải bán có hàng rẻ khi nó em mới bán em phải bán hàng rẻ cho em xem áo được không trời ơi ai mà 12 cuộc gọi lỡ đi trời Cherry Phạm này của Cherry Phạm nha em đã biết đi làm răng mà thấy em ghi lại giùm chị xíu nè Cherry Phạm đây không thấy rồi Lê Phạm lấy màu xám nghe Lê Phạm lấy màu xám nghe Lê Phạm hàng rẻ là không được để bữa mô chị Loan sạc ra thì Loan quay video cho mình hàng xem thôi nha chứ giờ trừ mà chị Loan quay lên một cái là người nơi hỏi người kia hỏi toán lạ luôn á chị Loan không biết được mà chị Loan lần hết đây nghe mèo Lê xám Phạm cho xin số điện thoại nha mèo xám nghe mèo xám nè Lê Phạm cho xin số điện thoại cho mèo xám nha đây nghe đây phom sung nè đây nghe mọi người nghe Văn Lê và đầm em mặc hết rồi có người chốt rồi nghe hồi sáng giờ rất là nhiều nhưng mà khách họ chốt hết rồi ngay trời qua mẫu khác nha mọi người nghe còn áo trắng không chị còn nghe
váy là 120 nghe, hàng Quảng Châu nghe, sỉ là giá 95k nghe. Đây nè, Phạm cho em xin số điện thoại chốt váy xám nha. Mã số 3 nè, mã số 3 ai chốt mã số 3 nè, váy nè, ai hỏi váy nè. Ai hỏi váy mã số 3 nè, ai chốt thì chốt nghe. Mã số 3 ai chốt thì chốt nghe. Lệ Phạm cho rồi. Có chị đang mặc, có chị Loan đang mặc, khách họ chốt rồi. Em có còn dư cái nào như đây nữa không em? Cái này của ai đi em? Chị Lệ Phạm cho em lại. Không, 60kg không vừa, 60kg thì cái hàng đính đá, mà hàng đính đá thì bên Lê Nguyễn nó chốt rồi nghe. Chị Lệ Phạm cho em lại số đi ạ. Đây nghe. Nhiều đơn quá mọi người. Đây nghe mọi người nghe, đây nghe. Mã số 4 nghe, mã số 4 nghe. 4 rồi cho đi. Mã số 4 nghe. Mã số 4 ai chốt chốt mã số 4 nè. Gần hết rồi nghe mọi người nghe, thật tình là gần hết rồi đấy. Mã số 5 nghe, mã số 5 nè, mã số 5 nghe. Mã số 5 có túi hết nghe mọi người nghe. Mã số 5 nè. Mã số 5 ai chốt thì chốt mã số 5 nghe. Mã số 5 nè. 4 còn không? 4 còn không cho kim thoại. 4 là cái hàng nào? Đây. Rồi kim thuận cho 4 nha. Cảm ơn chị Lệ Phạm nha. Lấy một cái đỏ nữa này. Ra bán được 3 cái xích. Ai ai mua 3 cái xích lần luôn. Áo phao giờ chị mua áo phao chị em. Chị nấu gì em mua. Áo phao nhà chị Loan bán cái 50-80k thôi. Mà giờ chị hỏi áo phao làm chi? Nắm sâu sâu thì hỏi áo phao. Em số 5 là hàng nào? Thúy Trương Cherry Phạm. Số 5, số 5 là nỗi nào? Số 5 còn không? Thấy hả? Thấy, ở đây nè, 5 nè. 5 nè, 5 của Thúy Trương, 5 của Cherry Phạm nè. 5 của Thúy Trương, 5 của Cherry Phạm nè, hết. Chị Thúy Phương Trương em xin số điện thoại nha. Rồi, thấy hàng mọi người nghe, trời ơi tôi nói thiệt. Chị Thúy Trương em xin số điện thoại chốt 5 nha. Rồi ok, để chị sạc ra rồi chị sẽ quay video cho Hằng xem nha. Rồi còn một chiếc này chắc vải rất là ok luôn mọi người nè. 57kg đổ lại mặt nè, 55kg thôi, 55kg đổ lại mặt nha. Áo Adidas trắng 100k nghe Trúc Nguyễn nghe. 100k nghe. Đây nghe, còn một chiếc nè, ai lấy thì lấy nghe. Ai lấy thì lấy nè. Mã số mấy đi bé? Đây 5 rồi. Mã số 6 nghe, ai lấy thì thấy lấy. Còn một chiếc thôi nghe mọi người nghe. Đây nghe, chắc vải rất là ok. Không phải hàng Sài Gòn lấy đâu mọi người nghe. Chắc vải rất là ok nghe. Mã số 6 nè. Mã số 6 nghe, 55kg đổ lại mặt vừa nghe. 55kg đổ lại mặt vừa, mã số 6. Thúy Trương số điện thoại kìa. Mã số 6 chốt mã số 6, mã số 6 ai chốt không? Em có được số 4 không Kim Thuận đây? Có. Kim Thuận số 4 có nha. Rồi cảm ơn Hằng nha, cảm ơn Hằng nhiều nha. Rồi còn một cái mã này, còn có một cái mã, còn cái này còn hai chiếc ai chốt không nè? Có đây còn hai chiếc ai chốt không, cho mã số 1 đây, ai chia chốt thì chốt mã số 1 giùm Loan nghe, còn hai chiếc thôi nghe. Còn hai chiếc nè, ai chốt thì chốt nghe. Mã số 1 nghe. Mã số 1 nè. Có bán nhưng mà hết rồi Văn Phạm ơi, nó khách hàng nó chốt hết hồi sáng đến giờ nó chốt hết sạch rồi nghe. Mã số 1 ai chốt thì chốt nghe, mã số 1 còn hai chiếc nè. Một còn hai chiếc nha mọi người nghe, mã số 1 còn hai chiếc nè. Văn Phạm ơi, em lấy qua cái mẫu chó này được không Văn Phạm? Em lấy qua cái mẫu chó này được không? Em lấy qua cái mẫu chó này cũng rất là đẹp mà. Mẫu chó nè. Được thì ok giùm chị đây, mã này, mã số 2 nè, ai chốt chốt giùm chị nghe mã số 2 nghe. Ai chốt hồi chốt nghe, hồi sáng trời ơi nó đẹp ngất ngây nhưng gờ tay không ai lấy, giờ chị hết mẫu rồi. Mã số 2 nghe, mã số 2 nè, ai chốt chốt nghe. Mã số 2 nghe mọi người. Rồi chị qua áo phông ngắn nha. Chị qua áo phông ngắn nha.
đèo 120 đầm xuông nha Văn Phạm. Văn Phạm bao nhiêu ký nha, chứ 60 ký là mặt hơi bị chặt nha, bị ôm đó. Chắc thì coi giãn lắm nhưng mà mặc vô là sẽ bị ôm nha, thành ra là váy body nha. Nếu mà mặc 60 ký là mặc vô thành váy body nha. Đây nè, chắc quá thì coi giãn cực luôn nha. Mặc vô là thành váy body nha. Em đưa cái chục bèo Mickey ra chị một cái đen đó nhìn chị thế, coi hỏi có ai lấy nữa không. Rồi 48 ký thì quá đẹp luôn nha. Mặc là thành ra váy, váy phun xuông đó. Giá 120 lẻ nghe Văn Phạm nha. Em lấy một chiếc chó cải sập nó cũng rất là đẹp luôn nha. Còn không là cái này cũng rất là dễ thương nè. Rất là đẹp luôn nha. Đẹp không? Quá đẹp luôn nha mọi người nha. Rất là trẻ trung luôn nha. Rồi ok nha, tí nữa chốt sẽ gọi điện cho Cherry Phạm nha. Rồi ok nha, tí nữa chị chốt nha. Rồi ai chốt thì chốt nè, ai chốt thì chốt nha. Cherry Phạm chủ động inbox qua Facebook cho chị Loan nha. Rồi đắm hay vô em. Rồi chị qua áo pha áo áo ngắn nè. Linh Hương chốt Mickey ạ. Rẻ quá thì mọi người ơi, ở ngồi bán lẻ không ai bán giá đó là mọi người nha. Ok nha Văn Phạm. Xong ra cho bút để hết được rồi. Thế thì em phải lấy cái bít kia. Đây đây, để lông bà cho. Đào đây ghi được không? Được rồi. Cho em đổi cái này thay số 4 nhé. Kim Thuận nói cái gì em kìa. Đổi cái này là đổi cái nào ạ? Chị Thuận. Đấy nghe mọi người nghe, hàng Quảng Châu phom ngắn mà có quần ring rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất là coi giãn nha. Cái váy đen Mickey ok nha chị. Đấy nghe mọi người xem chắc nè, xem chắc nha, hàng Quảng Châu nha mọi người, yên tâm nha. Yên tâm nha, không bị sạc nha mọi người nha. Cái đầm đen em lấy Lê Kiều tè. Cái đầm đen là đầm nào? Hả? Chắc là đầm Mickey rồi. Không, đầm đấy là Mickey rồi. Cái đầm đen là đầm Mickey phải không? Cái đầm đen em cái đầm đen em lái Lê Kiều. Em đang chốt cho Lê Kiều đó hả? Không, không biết đen là cái nào. Cái đầm đen em lái là cái đầm đen Mickey phải không em? Rồi còn cái này ai lái nữa không? Cái này rất là đẹp mà đang bỏ ra uổng riêng. Đấy nghe, mã số 1, ai chốt mã 1 nghe. Ai chốt mã 1 chốt giùm chị nghe. Trời ơi, nó dễ thương đi, tự nhiên bỏ ra. Đây, rất là đẹp luôn nghe. Mã số 1 nè, mã số 1 nghe mọi người nghe. Ai chốt giùm Loan nghe, mã số 1 nè. Mã số 1 nghe. Mã số 1, ai chốt giùm Loan mã số 1 nè. Rất là đẹp luôn nghe mọi người nghe. Ở ngoài đó mình có bán quần ring không? Chưa, anh chưa bán quần ring. Đang nhập về quần ring đó mà con nó đang chạy hàng quần ring cho mình mà chưa. Em lấy mấy chục cái quần sọc ring mà bán chưa được. Quần sọc ring à? Ừ. Quần đùi à? Quần đùi rách. Giá nhiêu? Giá mà nó lấy cái số 3. Đưa đây bán giùm cho. Đẩy giùm dấu giùm cho. Ý là like giùm cho. Khổ. Rồi hồ đổi hàng khác. Thấy không? Có áo khoác nam không chị? Có áo ba lỗ nam thôi em ơi, không có áo khoác nam. Đây nghe, mã số 1 nè, ai chốt mã số 1, chốt mã số 1 nghe. Mã số 1 nè, ai chốt mã 1, chốt mã 1 nghe. Chắc phải rất là ok nha mọi người nghe. Mã số 1, ai chốt nè. Mã số 1 nha. Đánh số đi em chị Loan, cái máy em bước qua một bên đi. Mã số 2 nha mọi người nghe. Mã số 2, ai chốt mã 2, chốt mã 2. Mã số 2 nha. Mã số 2 nha. Hàng Quảng Châu hết nha mọi người. À lẽ là 80k em đánh giá cho giùm chị xíu em. Lẽ là 80k nghe, sỉ là giá 67k nghe. Mã số 1 nghe, mã số 1 nghe mọi người, mã số 1 nghe, mã số 1, mã này mã số 2 nghe. Mã số 2 nè.
Mã số 2 nha. Lẻ 80 xỉ bao nhiêu? Có hàng 30k cũng có rồi mọi người. Xỉ mấy vậy? Xỉ 67. Mọi người nghe mã số 3 nghe mã số 3 này mã số 3 nghe mọi người nghe chắc Quảng Châu hết nghe mã số 3 này kiếm cái bầu này Mickey này là mấy 25 váy á ủa cái này là áo giáo quần mà sản xuất qua đây nào cái này là áo ông ngắn cái nào đó anh dù người biết được đâu cái đăng ký hồi sáng giờ lên sạc rồi mà chưa sạc cái đống ở góc đấy sạc rồi bỏ bỏ ha bỏ lên rồi đi bộ máy chị hả hôm qua chị like mấy con rồi trăm ai lấy chạy số lượng thì giá khác hàng Quảng Châu đó dày hả còn hàng Việt Nam nó nháy lại thì tầm 50kg đổ lại mặc vừa thôi áo khoác không chị có nha áo khoác có nha. Trừ mà lao khoác ra chị nổi lai nổi nữa rồi để mai đi từ chiều rồi không lai nổi nữa đấy nha mọi người nghe mã số 4 nghe trừ mệt quá rồi mấy tiếng đồng hồ rồi cho chị Loan nghỉ nha mọi người ơi cho chị Loan nghỉ nha chiều Loan rảnh rồi Loan like lại nha chiều Loan rảnh Loan like lại nha Loan mệt quá rồi trời quân đó là để Loan đếm hàng cho khách nữa nha mọi người nghe thông cảm nghe chiều Loan like lại nha